Hello, xin chào anh em. Trước mặt anh em là Tân một cú. Đấy. Thì hôm nay Tân có một cái bài toán cho mình, đó là Tân mang một cái bộ PC. Đấy, anh em thấy là một bộ PC cũ của Tân đang dùng. Và Tân đang muốn làm gì với cái bộ này? Thật ra thì cái công việc mình muốn thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Mình muốn vệ sinh lại nó và thay cho nó một cái vỏ case mới. Thì đây là cái bộ PC mà mình được tặng sinh nhật vào năm ngoái của rất nhiều anh em trong văn phòng. Mỗi người tặng một món, đứa tặng main, đứa tặng RAM, đứa tặng tản nhiệt. Đấy, mình mua mỗi chip với cả màn hình thôi. Đấy, thế nhưng mà có một đen cái là đúng cái ông em mà sang lắp cho mình thì làm vỡ mất cái kính ở đây. Thế là À, hiểu thôi, hiểu xong hiểu đấy. Thế là nó cứ hở như thế nó khoảng hơn năm nay rồi. Và hôm à nay thì là quyết định là mang đi vệ sinh và nhờ ông bụt công nghệ này à thay lại ok cho vệ sinh cho các thứ ngon lành. được rồi, thế bây giờ mình sẽ khám phá cái cây này của Tân để xem là nó sẽ có thể thay đổi gì nha anh em nhá. Đây, mình sẽ show cho anh em xem. Đây là một cái con vỏ Sama. Vỏ Sama mã này thì khá là cũ rồi. Và việc cái mặt trước là mặt lưới này, cộng với cái việc là nó bị vỡ kính nên là cái cây nó sẽ rất là bụi. Đấy, anh em thấy luôn, đó là cái phần quạt này, quạt của cái tản nhiệt khí này. Rồi, đến cái phần cái quạt của cái fan trước này, đấy. Và cái card đồ họa, đấy anh em thấy là nó rất rất là bụi luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ thay cho nó một cái vỏ mới. Và cái vỏ hôm nay thì sau khi mà có thống nhất với Tân ấy thì sẽ thay cái mã vỏ là Sigmatec Lager. Thì đây là một cái mã vỏ khá là mới của Sigmatec và cái thiết kế của nó nhìn cũng khá là ổn và mức giá này cũng rất là hợp lý. Đấy, thì mình sẽ thay con vỏ Lager vào. Cái này thì nó đang bị hở cái nguồn này ra này, thì cái Lager nó sẽ che được hết cái phần nguồn này đi. Đấy, mặt trước thì con Lager nó sẽ có 3 fan ARGB, thì một lát nữa mình sẽ xem là có tận dụng được mấy cái fan này không để lắp thêm vào con Lager. Còn các thứ khác ngoại hình thì sẽ vệ sinh lại. Và cái phần dây này này, phần dây này mình thấy nó màu đen với màu vàng trông nó hơi xấu, nên là một lát nữa mình sẽ thử xem là có thay bằng cái dây nối dài vào nhìn nó khác biệt hay không. Đấy, thì bây giờ mình sẽ show lại cho anh em xem một lần nữa. Đây, tổng thể của cả bộ PC. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thay vỏ và sẽ show cho anh em xem là sau khi thay xong nhìn nó sẽ như thế nào. Chiến thôi anh em. Và đây là cấu hình PC của Tân một cú sau khi đã thay vỏ đấy. Và sau khi mà thay cái vỏ này mình nhận ra một vấn đề, đó là cái tản của con Cooler Master kia nó to quá không đóng được kính, thế nên là lại phải đổi từ cái tản Cooler Master sang con 214 để cho nó vừa với cái vỏ này hơn. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Thực ra thì cái 214 này nó cũng rất là mát với cái cấu hình của Tân một cú, bởi vì là cái chip nó chỉ là con 10.400 thôi, nên là anh em chạy hoàn toàn thoải mái, chả vấn đề gì cả. Đấy, anh em nhìn thấy là cái cây nó gần như là lột xác luôn, lột xác hoàn toàn luôn so với cái cây ban đầu. Đấy, chỉ cần thay một cái vỏ, một cái tản thôi và vệ sinh lại đấy, và thêm một cái dây nối dài đấy nữa, nhìn nó đã khác biệt hơn rất là nhiều rồi. Đây, mình sẽ show lại một lần nữa cho anh em xem nhá, sẽ có những hình ảnh so sánh với cái cây cũ. Đấy, phần nguồn đã liền mạch hơn rất nhiều rồi, bên trong này đấy, gọn gàng sạch sẽ chưa đấy, anh em thấy chưa đấy. Và xin mời Tân một cú. Ông có thể cho tôi mấy dòng cảm nghĩ về cái vỏ mới này không? Tôi nghĩ là tôi đã có rất nhiều cảm hứng hơn khi mà nhìn vào bộ PC của tôi rồi. Ngày trước thì nhìn toàn bụi thôi, bây giờ được lắp một con vỏ mới này thay một cái tản nhiệt khác, nhìn trông nó uy tín hơn và trông nó kiểu hợp lý với nhau hơn. Tôi rất cảm ơn Bùn Công Nghệ nhá, hôm nay anh em đã dự bỏ rất là nhiều công để tân trang lại bộ PC cho mình. Thế anh em Ok. nào mà muốn build PC ngon, bổ, rẻ thì hãy đến với Bùn Công Nghệ. Rồi, cảm ơn Tân một cú và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.